Xin chào, hôm nay VKids sẽ hướng dẫn phụ huynh cách cập nhật, chỉnh sửa thông tin học sinh. Bước 1. Mở ứng dụng. Bước 2. Tại giao diện chính của ứng dụng, nhấn vào ảnh đại diện hình tròn góc phải trên cùng. Nhấn vào kết quả đúng để xác nhận. Một bảng menu sẽ hiện ra, nhấn vào dòng cài đặt. Tại đây sẽ hiện thông tin tài khoản. Để sửa thông tin tài khoản thì chúng ta sẽ nhấn vào nút sửa. Sửa năm sinh. Sửa tỉnh thành, đầy đủ 63 tỉnh thành cho phụ huynh lựa chọn. Chọn quận, huyện và cuối cùng là chọn trường cho bé. Cuối cùng nhấn nút cập nhật để hoàn tất. Phụ huynh nên cập nhật chính xác thông tin để kết quả học tập của các bé được so sánh thi đua với các bé khác cùng lứa tuổi và khu vực. Vừa rồi VKids đã hướng dẫn phụ huynh cách cập nhật thông tin tài khoản cho các bé. Chúc phụ huynh cài đặt và đăng nhập tài khoản thành công. Nếu gặp khó khăn, liên hệ ngay hotline 037 472 3555 để được trợ giúp.